Ok, rồi cảm ơn các bạn. Chúng ta bắt đầu luôn. Có một số bạn rất là tinh ý nhận ra là cái nội dung ngày hôm nay chúng ta bàn cái này là bảo sư thích kim rồi. Chia sẻ màn hình. Rồi, các bạn thấy được slide rồi đúng không?
Nãy tôi có nói xem qua cái phần đánh giá đầu giờ, thử cái phần thông tin của các bạn thì thấy các bạn khá là nhạy cảm với cái chủ đề này. Có thể là các bạn đã xem qua cái bài giảng của năm ngoái của tôi về cái phần này luôn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập trao đổi với nhau một cái chủ đề, đó chính là cái bão cytokine. Ở đây có một cái hệ thống mục tiêu để khi các bạn xem lại cái slide á, cũng như là có coi lại mấy cái bản ghi bài giảng thì các bạn có thể căn cứ vào mấy cái mục tiêu này để các bạn ôn bài. Thì tôi cũng sẽ dựa trên những cái mục tiêu này để tôi chọn cái câu hỏi luận giá dành cho các bạn. Thì cái câu chuyện bão cytokine hiện giờ thì nó tạm lắng xuống rồi, bởi vì cái tỷ lệ mà chuyển nặng ở bệnh nhân Covid của chúng ta nó không còn cao như trước đây, không có còn nặng nề như cái giai đoạn lan tràn của cái chủng Delta ở thành phố Hồ Chí Minh đợt trước. Thì trong cái đợt đó thì khi mà chúng ta lên mạng, chúng ta sẽ tìm thấy từ khóa dành cho cái chuyện bão cytokine này nó rất là nhiều, và cái số lượng bài báo bài viết tập trung lên nó cũng rất là khủng. Và cái này thật ra thì cá nhân tôi cũng biết về cái bão cytokine này, tôi không có làm trong những cái chuyên ngành như là hồi sức cấp cứu, cho nên là tôi không có được tiếp cận nó cho tới khi mà biết được thông tin về cái ca bệnh nhân số 91, cái thời điểm mà chúng ta vẫn còn đánh số cho từng cái bệnh nhân COVID-19, thì tôi mới biết cái bão cytokine. Mà tôi có tìm hiểu qua sâu hơn về cái hội chứng này, bắt đầu từ cái tò mò mang tính cá nhân thôi. Tôi tìm hiểu một số thứ thì tôi muốn chia sẻ với các bạn, cũng như là chúng ta trao đổi thêm nếu như mà các bạn có thêm những cái thông tin nào mà tôi chưa biết về cái hội chứng này để mình hiểu được bản chất của nó. Cái này thật ra thì nó không hẳn là về về miễn dịch, nó có thể xếp ở trong môn sinh lý bệnh hoặc là môn miễn dịch. Tuy nhiên bản chất của cái hiện tượng nó liên quan nhiều tới cái hệ thống miễn dịch, do đó thì tôi đưa cái bài này vào trong cái môn miễn dịch của cái phần sau đại học. Ở đây có cái câu hỏi luận giá trước bài thì các bạn vừa làm hả? Rồi. Thì bão cytokine là cái tên tiếng Việt. Tuy nhiên là xét ở cái góc độ đó là tên quốc tế, danh pháp quốc tế, thì bão cytokine nó có nhiều cái tên cùng chỉ một cái hội chứng, đó là người ta có thể gọi là hội chứng phóng thích cytokine, hay viết tắt của nó là CRS, hoặc là hội chứng bão cytokine viết tắt là CSS. Tôi có viết cái chữ nguyên ở đây để các bạn tham khảo thêm. Rồi, tuy nhiên thì tất cả nó có sự khác biệt như vậy, nhưng mà tất cả nó đều cùng chỉ về cùng một cái hội chứng. Nhưng mà có một cái điểm quan trọng, đó là cái hội chứng này nó không phải được phát hiện gần đây, thật ra nó đã phát hiện rất lâu, và nó không phải phát hiện ra trong cái bệnh cảnh, đó là bệnh cảnh gần mà chúng ta có thể tưởng tượng từ những ca lâm sàng COVID, đó là bệnh cảnh suy đa cơ quan, hay là một cái bệnh cảnh gần hơn, chúng là thường gặp hơn so với COVID, ví dụ như là nhiễm trùng máu. Thì không phải là nó được phát hiện trong cái bệnh cảnh đó, mà nó được phát hiện trong một số cái hoàn cảnh lịch sử mà hồi chúng ta sẽ đề cập. Khi mà nói về định nghĩa thì một cách ngắn gọn thì chúng ta có thể gọi bão cytokine nó là một cái sự đáp ứng viêm mang tính hệ thống hoặc là điều hòa bởi cytokine. Ở đây nó có một số cái điểm mấu chốt của cái phần định nghĩa này. Thứ nhất là giống như cái tên của cái hội chứng là bão cytokine, thì các bạn thấy cytokine nó đóng vai trò là trung tâm. Và như vậy thì trong cái định nghĩa đó, cái cytokine sẽ là cái quan trọng nhất. Và cái thứ hai đó là cái chuyện là nó mang tính hệ thống, có nghĩa là nó sẽ biểu hiện ra
toàn bộ cơ thể của chúng ta, chứ không phải chỉ tập trung vào một cái cơ quan nhất định nào đó. Và điều này chúng ta cũng có thể quan sát rất là dễ dàng ở cái bệnh cảnh của Covid-19, đó là cái vị trí tấn công của TV á, thì nó bắt đầu từ phổi của chúng ta, với cái cơ chế của cái cụ thể ACE2, ACE2 chẳng hạn, là chúng ta làm sau. Tuy nhiên thì cái chuyện nó đưa tới cái việc nguy kịch, cái nguy hiểm đến tính mạng của cái người bệnh, thì nó lại là cái biểu hiện toàn thân, hay người ta còn gọi một cái từ khác, đó là biểu hiện mang tính hệ thống. Và hiện tượng này nó xảy ra là do sự kích ứng bởi nhiều loại yếu tố thể khác. Như vậy thì bão cytokine, cái điểm bắt đầu cho cái hội chứng này, hay là cái nguyên nhân, yếu tố bệnh nguyên của cái hội chứng này, nó không phải là một mà nó là nhiều yếu tố cùng một lúc. Biểu hiện lâm sàng thì cái này chắc là mọi người sẽ có nhiều kinh nghiệm, mà chúng ta tiếp xúc đối với bệnh nhân Covid cho tới thời điểm này nó khá nhiều. Chúng ta sẽ có sốt kéo dài, bệnh về hạch bạch huyết, gan lắp to, giảm tế bào máu, tăng cholesterol máu, rối loạn hệ thần kinh trung ương, suy đa cơ quan. Trong đó có những cái nó mang tính rất là chung chung cho cái hiện tượng viêm, ví dụ như là tăng cholesterol máu. Có những cái thì nó lại rất là đặc biệt, liệt liệt kê ở đây, ví dụ các bạn thấy hai cái đó là sưng hạch bạch huyết hoặc là gan lắp to, thì hai cái này chúng ta có thể gặp trong một cái bão cytokine điển hình, nhưng lại không gặp trong cái bão cytokine ở bệnh nhân Covid-19. Rồi, biểu hiện lâm sàng thì tôi thấy các câu trả lời của các bạn, phần lớn các bạn đều chỉ là một cái yếu tố, đó là bão cytokine nó ảnh hưởng tới đa cơ quan. Hồi nãy chúng ta có dùng một cái từ đó là mang tính hệ thống. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng cái từ mang tính hệ thống đó, thì chúng ta chưa có đề cập tới cái việc là nó sẽ tác động lên một cái cơ quan nào hết. Những cái biểu hiện mang tính hệ thống đôi khi nó không có tác động đến nặng nề tới cơ quan nào hết. Lấy ví dụ như các bạn thấy một trong những biểu hiện thường gặp nó là hiện tượng sốt đó. Thì chúng ta chỉ sốt thôi, và hầu như các cơ quan nó rất là ít bị ảnh hưởng, trừ chỉ có cái điểm định nhiệt trong cái vùng hạ đồ của chúng ta nó bị ảnh hưởng, thì nó làm cho cái thân nhiệt nó bị biến đổi mà thôi. Còn gọi là tổn thương cơ quan thì cũng có, nhưng mà ở cái bão cytokine này thì rất là nhiều cơ quan nó bị tổn thương. Về tổn thương cơ quan á, nó sẽ gồm có hai cái loại tổn thương. Một đó là nó sẽ tổn thương theo kiểu trực tiếp, hai là tổn thương theo kiểu gián tiếp. Thì phần lớn cái bão cytokine nó tổn thương theo kiểu gián tiếp, có nghĩa là cái phản ứng viêm quá mức, mình gọi ngắn gọn là vậy ha, bão cytokine nó tạo ra phản ứng viêm quá mức. Thì cái phản ứng viêm quá mức này nó sẽ tạo ra nhiều cái hóa chất, bao gồm có cái cytokine là cái nổi bật nhất. Ngoài ra chúng ta còn có những cái chuyên biệt hơn, ví dụ như là chemokine hoặc là interferon. Thì những cái nhóm đó nó sẽ cùng tham gia, nó đi vào trong cái vòng dòng tuần hoàn của chúng ta, và nó tác động lên những cái cơ quan này và nó gây ra cái sự tổn thương. Tuy nhiên thì cũng có những cái trường hợp mà cái bão cytokine này nó không có gây ra cái tác động trực tiếp, mà là chính cái con virus xâm nhập đó, nó gây ra cái tổn hại trực tiếp lên cái cơ quan đó. Do tôi có cái quan tâm tới cái hệ thần kinh cũng nhiều, do đó tôi có tìm hiểu thử, thì ở cái hệ thần kinh đó, sẽ có một số cái tình huống mà cái con virus đó nó sẽ tấn công trực tiếp, nó gây tổn thương thẳng lên cái hệ thần kinh của chúng ta, chứ không phải thông qua cái hệ thống cytokine trong cái bão này. Rồi, đây là cái hình mô tả một cách tổng quan cái câu chuyện của con SARS-CoV-2. Nó sẽ tấn công vào cái khu vực phổi chúng ta, và từ đây thì nó sẽ tác động, từ đây nó sẽ lan tràn ra khắp cơ thể thông qua cái hệ thống, cái nhóm cytokine mà nó tạo ra. Như các bạn có thể thấy ở đây, đầu tiên nó sẽ bám dính lên cái thụ thể, đó là ACE2 ở cái tế bào biểu mô của phổi. Rồi, tiếp theo thì nó sẽ thông qua cái chuỗi phản ứng miễn dịch, nó tác động với cái tế bào miễn dịch ở đây, thì nó sẽ tạo ra cái nhóm cytokine, và cái cytokine này nó sẽ quay ngược lại, nó tấn công lên cái hệ thống phổi của chúng ta.
Về mặt phân loại thì người ta có thể tạm chia cái quá trình sinh bệnh học của cytokine này, nó đưa ra tới ba cái diễn tiến hoặc là nhẹ, ở mức độ nhẹ ví dụ như là chúng ta chỉ có sốt, ho, hoặc là ở mức độ nặng chúng ta sẽ có viêm phổi và mức độ nguy hiểm hơn đó là mức độ tổn thương đa cơ quan như các bạn có đề cập đó, thì chúng ta sẽ có mức độ nặng hoặc là mức độ nguy kịch là cái mức độ cuối cùng. Thì ở cái mức độ nặng, ở mức độ nguy kịch đó, nó sẽ tác động tới những cái cơ quan trọng yếu của cơ thể của chúng ta đó, ví dụ như là gan, tim, não, thận, ở đây cũng được liệt kê đây. Rồi như vậy thì cái cytokine này nó sẽ tác động lên cái vị trí trọng yếu nhất trong cái hệ hô hấp của chúng ta, đó là cái màng phế nang mao mạch. Màng này bản chất của nó là nơi cái nơi trao đổi khí giữa máu với lại cái môi trường bên ngoài, là cái phế nang, cái lòng phế nang, hay là chúng ta còn nói là trao đổi giữa máu với lại khí trời đó. Thì cái sự tấn công này nó đi theo hai hướng luôn, nó đi từ bên trong phế nang, nó phá hủy cái lớp biểu mô của cái phế nang, và một mặt đó thì nó sẽ tấn công ở cái hướng ngược lại luôn, có nghĩa là những cái cytokine này khi nó đi vào trong máu đó, thì nó sẽ tấn công ở cái mặt còn lại, có nghĩa là nó phá hủy những cái tế bào nội mô mạch máu. Từ đó thì nó làm cho cái màng này nó bị hư hại và nó không còn khả năng trao đổi khí. Đó thì chúng ta sẽ thấy cái biểu hiện của người bệnh, nó biểu hiện chủ yếu ở cái ban đầu ở cái góc độ đó là hệ hô hấp là chủ yếu. Bão cytokine chúng ta có thể gặp trong rất là nhiều cái bệnh cảnh hồi nãy có nói, chứ không chỉ riêng là trong Covid-19. Tuy nhiên thì cái sự thu hút chú ý của cái hội chứng này nó gần đây thì nó tập trung vào cái Covid-19, tuy nhiên thì nó có thể đến từ rất là nhiều cái nguồn, ví dụ như là một cái bệnh cảnh nhiễm trùng, hoặc là một cái khối u ác tính, hoặc là những cái bệnh lý mình nghĩ là nó mang tính mãn tính, nó không nguy hiểm, lấy ví dụ như bệnh lý về khớp, bệnh lý thoái hóa khớp, nó có thể đến từ những cái sai sót y khoa của khi chúng ta can thiệp trên bệnh nhân luôn, hoặc là nó đến từ cái chuyện mà chúng ta tác động lên cái hệ miễn dịch của mình, nếu như chúng ta không kiểm soát chặt chẽ thì nó cái liệu pháp của chúng ta lúc đó nó sẽ trở thành một cái yếu tố gây ra, yếu tố khởi phát nên cái bão cytokine này. Rồi, chúng ta nói về tí xíu về đặc trưng của cái bão cytokine. Đầu tiên đặc trưng thứ nhất nó là cái sự hoạt hóa tiến triển, hay cái từ tiếng Anh gốc của nó tôi để ở đây có là fit forward activation. Nếu mà chúng ta đọc chúng ta trong chương trình y khoa chúng ta thì chúng ta thường nghe tới một cái chữ đó là feedback activation nhiều hơn là feedforward activation, bởi vì cơ thể của chúng ta nó sẽ luôn luôn có một cái khuynh hướng, đó là cái gì mà nó đã vượt qua một cái ngưỡng giới hạn, nó đi quá mức á, thì nó sẽ phát ra một cái tín hiệu ngược về những cái bước chuyển hóa ban đầu của một cái chuỗi chuyển hóa bên trong cơ thể chúng ta, nhằm làm cho cái chuỗi chuyển hóa này nó giảm đi cái mức độ, nó chậm lại, và từ đó thì nó kìm hãm lại cái hoạt động quá mức mà chúng ta vừa đề cập. Nhưng mà trong cái ngữ cảnh của cái cytokine này thì là một cái sự hoạt hóa mang tính tiến triển, có nghĩa là khi mà nó đã được hoạt hóa rồi thì nó cứ tiếp tục đi tới, nó càng ngày nó càng tăng nặng hơn, nó sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn, và do đó hệ quả là nó từ đó nó sẽ khuếch đại cái phản ứng miễn dịch cơ thể của mình lên. Và khi nó khuếch đại cái phản ứng miễn dịch của cơ thể thì nó sẽ gây ra cái sự phóng thích của hàng loạt cái cytokine, thì đây chính là cái mấu chốt của cái bão cytokine, giống như cái tên của nó. Nó gồm có cái gì thì ở đây liệt kê ra cho các bạn một số cái cơ bản. Thứ nhất là chúng ta sẽ có interferon, hay chúng ta hay gọi tắt nó là INF. Rồi yếu tố hoại tử mô chúng ta hay gọi tắt nó là TNF, và một số cái interleukin viết tắt là IL một hoặc là 6 hoặc là 18. Thì đây là những cái nổi bật thôi, chứ thật ra thì nó còn rất là nhiều cái nhóm khác xuất hiện ở trong mảng cytokine, nhưng mà đây là những cái nổi bật nhất tham gia vào cái sự hình thành của cái bão cytokine. Thì ở đây muốn nhấn mạnh lại với các bạn một cái chuyện, đó là bão cytokine nó là một cái tình trạng bất thường, và nó là cái sự bật tắt của một cái hội chứng, và khi mà nó đã được bật lên có nghĩa là nó sẽ tiếp tục nó đi tới,
Có nghĩa là nếu như mà chúng ta chỉ nhìn nó thì chúng ta sẽ không giải quyết được gì, chúng ta sẽ không thể hy vọng là nó sẽ tự hồi lại cái trạng thái ban đầu, mà chúng ta phải can thiệp vào nó một cách tích cực thì chúng ta mới có thể dừng được nó. Chứ ở đây không còn là cơ chế feedback nữa mà là cơ chế feedforward, các bạn nhớ chỗ này. Rồi, hồi nãy có liệt kê một số cái slide trước thì có liệt kê một số cái loại cytokine quan trọng, đóng vai trò quan trọng ở trong cái bão cytokine, đặc biệt là trong cái ngữ cảnh là COVID-19. Tuy nhiên thì ở đây cũng nhắc lại một số cái nhóm cytokine đặc trưng, không có riêng cho cái mảo cytokine mà gọi là cái khái niệm, hoặc để các bạn nhớ lại những cái chất này là cái gì. Chúng ta sẽ có phân loại cytokine thì chúng ta sẽ gồm có interferon, chúng ta có interleukin, chúng ta có chemokine, hoặc là một số cái yếu tố kích thích các dòng tế bào, ví dụ như là dòng tế bào lympho, dòng tế bào mono, hoặc là những cái yếu tố gây hoại tử mô. Rồi, các bạn có thể về đọc thêm tác động của từng cái nhóm này như thế nào, sẽ đây chỉ nhắc lại cho các bạn để chúng ta đỡ bỡ ngỡ nếu như chúng ta không nhớ được là từng cái nhóm này nó tham gia vào hoạt động của cơ thể như thế nào. Rồi, chúng ta nói một chút về lịch sử. Hồi nãy có đề cập tới cái ngữ cảnh mà người ta hiểu về cái bão cytokine này thì không phải là lần đầu tiên là ở COVID-19, mà nó đã từ rất lâu rồi. Đầu tiên đó là nó từ cái việc là người ta dùng những cái kháng thể kháng tế bào T. Cái kháng thể đó nó tên là muronat CD3. Rồi, người ta dùng vào việc ức chế miễn dịch, trong việc chống thải ghép những cái tạng đặc, nhưng mà khi người ta tiến hành cái việc ghép tạng. Ở đây có một cái điểm để nhắc các bạn đọc tài liệu thì chúng ta để ý cái nào mà nó có cái đuôi này, nát giống như này, hay là cái đuôi AB này, thì các bạn hiểu là nó đang chỉ về cái nó gọi là kháng thể, nó viết chữ antibody thôi. Rồi, hoặc là cho tới một thời gian về sau, vào năm 2010, với sự phát triển của cái miễn dịch học á, thì người ta có một cái liệu pháp người ta gọi là liệu pháp tế bào T K, K giống chữ sẽ hơi. Biểu hiện ban đầu khi mà người ta quan sát được cái bão cytokine này thì người ta thấy những cái biểu hiện rất là nhẹ, cái hội chứng nó giống như hội chứng cúm. Ban đầu người ta ghi nhận, cái điểm ban đầu người ta ghi nhận được như vậy, nhưng mà dĩ nhiên đó là khi mà nó đã diễn ra thì nó sẽ đưa tới cái sự tổn thương nặng nề giống như chúng ta quan sát được gần đây. Và cái thuốc mà có thể giúp cải thiện được cái bão cytokine này người ta dùng đó là cái tocilizumab, cũng là một cái loại kháng thể. Thì đây là những cái điểm lịch sử mà nó liên quan tới cái bão cytokine. Thì chúng ta sẽ thử đi vào chi tiết của một số cái điểm lịch sử này để cho nó các bạn hiểu được bản chất của cái hiện tượng bão cytokine. Rồi, quay lại thì về mặt nguyên lý, cytokine nó có cái tác dụng gì? Thì đầu tiên đó là vai trò của cytokine, nó bản chất của nó là một cái chất điều hòa. Điều hòa thì các bạn có hiểu là điều hòa nó có hai hướng, một cái hướng là hướng lên, hướng xuống, hoặc là có thể những hướng trái ngược nhau khác, ví dụ như hướng xuôi, hướng ngược đối với một cái phản ứng nào đó. Thì nhìn chung người ta phát hiện ra cytokine với vai trò là nó phối hợp với lại các tế bào miễn dịch đó, để nó chống lại cái sự nhiễm khuẩn, và nó tạo ra các tín hiệu điều hòa giúp và định hướng khuếch đại và kiểm soát cái đáp ứng viêm. Từ đó thì cái sự duy trì sản xuất có cần thiết để kiểm soát một số tình trạng bất thường như là nhiễm trùng. Thì ở đây có một cái hình nó đơn giản thôi, nhưng mà nó minh họa cho các bạn thấy hiện tượng viêm nó không phải là một cái hiện tượng một chiều, mà nó là một cái hiện tượng hai chiều. Cơ thể của chúng ta khi mà nó gặp cái hiện tượng viêm này á, nó biểu hiện ra cái hiện tượng viêm này á, thật ra thì nó chính là một cái sự mất cân bằng giữa hai cái cán cân, một cái bên là một cái chống viêm mà một cái tăng cường viêm. Và thông thường á,
thì ở trong cái hiện tượng viêm mà biểu hiện ra ngoài, ví dụ như chúng ta quan sát trên lâm sàng gồm có sưng, nóng, đỏ, đau mà chúng ta vẫn hay nói với nhau, thì đó là cái sự tăng mạnh của những cái cytokine tăng cường viêm ở đây. Rồi, ở đây thì nó có một cái sơ đồ để cho các bạn thấy được cái vai trò của cytokine ở trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy là cytokine nó sẽ bắt nguồn từ nhiều cái yếu tố kích hoạt ban đầu hay nhiều cái yếu tố nguyên nhân ban đầu, các bạn có thể thấy ở đây. Ví dụ như là nhiễm trùng huyết do vi khuẩn, hoặc là do một cái can thiệp y khoa của chúng ta cũng có thể gây ra một cái bão cytokine. Cụ thể hồi nãy có đề cập đó là chúng ta nói tới cái liệu pháp tế bào T kha. Liệu pháp tế bào T kha là những cái liệu pháp mà chúng ta chủ động chúng ta sử dụng cái tế bào lympho T của trong cơ thể chúng ta nhằm để điều trị, để chống lại một số cái bệnh lý mà nổi bật, cái kết quả ngoạn mục và nổi bật nhất mà chúng ta thường gặp đó là cái sự tác động lên cái khối u. Rồi, bản thân của một cái khối u nào đó nó cũng có thể là một cái yếu tố kích hoạt, yếu tố nguyên nhân để nó đưa tới cái bão cytokine, hoặc là một số cái bệnh lý tự miễn nó cũng có thể đưa tới cái bệnh lý bão cytokine này. Mà điển hình á, thì người ta hay nhắc tới khi nói tới cytokine bởi vì người ta quan sát được nhiều ở trong cái hội chứng đó là hội chứng thực tế bào máu, HLH viết tắt ở đây. Rồi, liên quan thì tới những cái tế bào miễn dịch thì chúng ta sẽ có liên quan tới tế bào T, tế bào lympho T, hoặc là một số cái loại tế bào miễn dịch không đặc hiệu, ví dụ như là tế bào đại thực bào, hoặc là tế bào tế bào nhồi nhắm, hay là tế bào tua, nó sẽ cùng tham gia vào cái việc hình thành nên cái bão cytokine này. Trên đây chúng ta sẽ có một cái hình nó mô tả khi mà cái bão cytokine nó chuyện gì nó diễn ra thì chuyện gì nó xảy ra. Nó có thể tạo ra cái interleukin 18 và từ đó thì từ đây nó sẽ đưa tới cái sự hình thành của một loạt những cái chemokine có thể thúc đẩy hoặc là ức chế quá trình viêm khác, hoặc là cái interleukin 1B thì nó lại liên quan tới cái sự hoạt hóa của cái hệ thống bổ thể là nhiều. Khi mà nói tới interleukin đó thì người ta sẽ nghĩ tới cái interferon gamma là một cái do cái interleukin này nó tác động lên cái sự sản xuất của interferon gamma ở đây, hoặc là interleukin 1B thì nó sẽ lại tác động lên cái sự sản xuất của cái interleukin 6 ở đây. Thì hai cái nổi bật mà chúng ta quan sát ở trong cái bão cytokine nó gồm có hai cái là interleukin 6 với lại interferon gamma. Trong đó thì interleukin 6 này nó chiếm vai trò nổi bật hơn, nó có nhiều cái tác động lên cái vị trí này hơn. Rồi, câu hỏi đặt ra là khi mà nó có một loạt những cái chất được gọi là cytokine như vậy, nó xảy ra, nó xuất hiện ở trong cái dòng máu của chúng ta thì chuyện gì xảy ra tiếp theo? Thì những cái chất này nó sẽ làm mất cân bằng, nó tác động lên những cái con đường chuyển hóa bên trong cơ thể chúng ta, và hai cái con đường mà chúng ta thường để ý nhất đó là con đường NF-kappa-B với lại START ở đây. Đây cũng chính là những cái điểm tác động mà người ta hay sử dụng trên lâm sàng để người ta kiểm soát được cái bão cytokine này. Ví dụ như đây các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta sử dụng tới cái glucocorticoid ở trên bệnh nhân COVID-19 là chúng ta đang chặn đứng cái con đường chuyển hóa của NF-kappa-B ở đây. Đây là cái một trong cái nhánh chuyển hóa viêm phổ biến ở bên trong cơ thể của chúng ta. Và hệ quả cuối cùng của cái việc hoạt hóa những cái làm mất cân bằng của những cái hoạt động viêm theo những cái con đường chuyển hóa ở đây á, là nó sẽ đưa tới một cái hiệu ứng viêm cấp mang tính hệ thống. Và thứ hai đó là nó sẽ đưa tới một cái sự suy giảm chức năng hoặc là rối loạn chức năng của nhiều cái cơ quan, ví dụ như là phổi, thận, ví dụ như là gan ở đây. Khi mà chúng ta không có kiểm soát, không còn kiểm soát được cái sự rối loạn đa cơ quan này nữa thì cái hệ quả cuối cùng thì chúng ta cũng biết là nó đưa đến tử vong. Trên thực tế chúng ta đã ghi nhận được rất nhiều.
Rồi, đầu tiên thì chúng ta đề cập tới một cái hội chứng thực bào tế bào máu. Tên viết tắt của nó là HLH ở đây. Rồi, hội chứng thực bào tế bào máu thì nó gồm có hai nhóm. Một cái nhóm đó là nhóm nguyên phát. Hay người ta còn gọi nó với một cái tên đó là gia đình, và cái nơi thường nhập của nó thì chúng người ta sẽ thường nhập ở trẻ sơ sinh là nhiều. Cơ chế thì nó liên quan tới di truyền, có nghĩa nó liên quan tới cái độ biến gen mà nó chi phối cho cái sự ly giải tế bào điều hòa bởi perforin. Thì các bạn nhớ ở đây một cái chữ, chúng ta sử dụng nó để làm từ khóa để tìm hiểu xem cái bão cytokine này, cái cơ chế của nó là gì. Đây cũng chính là một trong những cái ngữ cảnh mà người ta quan sát được rõ nhất cái hiện tượng bão cytokine, hoặc là một trong một cái nhóm thứ hai, đó là nhóm HLA thứ phát. Nhóm này thì nó thường gặp ở người lớn. Nó bị kích ứng, nó được kích hoạt khi mà chúng ta gặp ở trong những cái bệnh cảnh bệnh lý ác tính, hoặc là nhiễm trùng, hoặc là bệnh lý tự miễn. Cơ chế do gen của nó thì không có nhiều giống như là ở cái nhóm nguyên phát. Và cái hiện tượng nổi bật nhất của trong cái HLH thứ phát này đó chính là cái hội chứng hoạt hóa đại thực bào, MASH. Chúng ta gọi là MASH cho nó gọn ha. Ở đây tôi có viết đầy đủ cái tên đầy đủ cho các bạn thấy cái chữ MASH nghĩa là gì đây. Rồi, như vậy thì như ban đầu có nói, đây là cái nơi mà người ta quan sát được cái hiện tượng bão cytokine sớm và rõ nhất, đó là cái nhóm bệnh, nhóm hội chứng thực bào tế bào máu. Nhưng mà trong này nó có hai nhánh, một cái nhánh đó là nguyên phát, nhánh thứ phát, và ở mỗi cái nhánh này các bạn thấy tô đỏ ở đây, có nghĩa là mỗi nhánh này nó đều có một cái sự liên quan đặc trưng đối với cái bão cytokine. Ở nhánh nguyên phát thì nó liên quan tới cái sự ly giải tế bào mà có liên quan tới perforin. Cụ thể là như thế nào chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ở phần sau. Còn ở cái nhánh thứ phát thì nó lại liên quan tới một cái hội chứng, nó gọi là hội chứng hoạt hóa đại thực bào, MASH. Ở đây có một cái đoạn thêm thôi, các bạn có thể về đọc để cho hiểu thêm là cái hội chứng thực bào tế bào máu nó là như thế nào ở trên lâm sàng. Rồi, thì ở cái nhóm đầu tiên, có nghĩa là cái HLH mà gia đình hay là HLH di truyền á, thì người ta đề cập đó là nó sẽ bị rối loạn cái chức năng ly giải tế bào. Thì như thế nào là ly giải tế bào? Đầu tiên là ly giải tế bào là một cái chức năng của cái hệ miễn dịch của chúng ta, để nó nhằm nó tiêu diệt những cái tế bào xâm nhập, những cái vật thể xâm nhập ở có dạng cấu trúc tế bào, nhưng mà nó lại tiêu diệt một cách không đặc hiệu. Thì các bạn sẽ thấy, nhìn ở đây chúng ta nhìn thấy cái điểm bắt đầu của nó sẽ bắt đầu từ những cái tế bào, ví dụ như là tế bào sát thủ tự nhiên NK ở đây. Những cái tế bào này ở bên trong của nó sẽ có những cái túi, những cái túi này nó sẽ chứa bên trong nó hai cái loại chất đi song hành với nhau, một cái là perforin, một cái là granzyme B. Và hai cái này khi mà nó phối hợp với nhau á, nó cùng được chứa trong những cái túi này, và nó cùng được phóng thích ra, và nó cùng phối hợp tác động, và nó sẽ làm cho cái màng của con vi khuẩn, một cái tế bào xâm nhập nào đó, nó bị phá hủy đi, thì nó vỡ ra, và người ta gọi cái hiện tượng nó là hiện tượng ly giải tế bào. Rồi, thì trong cái sự rối loạn của cái ly giải tế bào này á, nó có thể diễn ra theo nhiều hướng ha. Nó có thể ảnh hưởng tới cái sự phóng thích của cái túi này, làm cho những cái túi này nó không được phóng thích ra, hoặc là nó có thể làm biến đổi cấu trúc của một trong hai cái này. Nó có thể biến đổi cấu trúc của perforin, hoặc nó làm biến đổi cấu trúc của cái granzyme B này, làm cho cái sự phối hợp giữa hai cái chất này nó không còn hiệu quả như ban đầu nữa. Thì khi đó cái sự tác động lên cái màng của tế bào xâm nhập nó sẽ không còn như trước,
nó sẽ không tiêu diệt được cái tế bào xâm nhập này, và từ đó người ta gọi là cái hiện tượng ly giải tế bào nó đã thất bại hay là nó bị rối loạn. Thì ở đây có liệt kê cho các bạn thấy đây bất thường do đột biến. Chúng ta biết hồi nãy có nói là HLH thì chủ yếu liên quan tới di truyền, mà liên quan tới di truyền thì người ta hay nói tới cái khía cạnh đó là đột biến. Thì khi mà nó bị đột biến như vậy, nó sẽ làm biến đổi một trong những cái khâu nào đó trong cái chuyện mà phóng thích những cái chất ly giải tế bào này ra. Từ đó nó đưa tới một cái chuyện đó là rối loạn chức năng thực bào, hoặc là nó làm mất cái khả năng dọn dẹp cái kháng nguyên, và nó hoạt hóa tăng cường lại thực bào và tế bào đáng một, và cuối cùng là nó tăng phóng thích cytokine mà tăng cường viêm. Thì ở đây nhắc với các bạn chút xíu, slide trước chúng ta có nói là cytokine đó, không phải lúc nào nó cũng là một cái yếu tố gây ra viêm. Cytokine chúng ta sẽ có hai nhóm, một cái nhóm nó gọi là cytokine tăng cường viêm và nhóm thứ hai đó là cytokine ức chế viêm. Và cytokine đó, nó đứng ở hai đầu của cái cán cân, một cái là tăng viêm, một cái là giảm viêm. Và khi mà nó có sự mất cân bằng giữa hai cái nhóm này thì nó mới biểu hiện ở bên ngoài với cái hiện tượng mà chúng ta hay gọi nó là hiện tượng viêm. Rồi thì trong cái bão cytokine đó, rất nhiều cái loại tế bào của cái hệ miễn dịch của chúng ta bị hoạt hóa. Các bạn có thể nhìn ở đây, chúng ta có thể có sự hoạt hóa của đại thực bào, chúng ta có thể có sự hoạt hóa của tế bào T, của tế bào tua, hay còn có một cái tên khác đó là tế bào nhiều chân, chúng ta còn gọi tế bào tua cho nó ngắn gọn, hoặc thậm chí là những cái tế bào nó chỉ tham gia một phần một cái hệ miễn dịch của chúng ta, đó chính là những cái tế bào nội mô mạch máu, nó cũng sẽ bị kích hoạt để nó gây ra những cái bất thường. Cụ thể những cái bất thường đó là nó sẽ tạo ra hàng loạt những cái cytokine, ví dụ như là interleukin 6, TNF alpha, interleukin 8, interleukin 10. Đó là cái sự hoạt hóa của cái đại thực bào. Trong sự hoạt hóa của tất cả những cái loại tế bào miễn dịch này á, thì sự hoạt hóa nào nó cũng có đưa tới cái hiệu ứng tham gia vào cái việc hình thành nên tới cái bão cytokine hết. Tuy nhiên á, thì cái đại thực bào nó có một cái vai trò nổi bật nhất, có nghĩa là nó sẽ tạo ra nhiều cái interleukin, nhiều cái TNF mà nó thúc đẩy cái quá trình viêm nó diễn ra càng ngày càng mạnh mẽ hơn, và từ đó mà cái bão cytokine nó sẽ bùng phát. Rồi thì do cái vai trò nổi bật của nó ở trong cái sự hình thành nên cái bão cytokine, cái đại thực bào này nó bị hoạt hóa, thì mình nhắc tí xíu về cái đại thực bào này. Thứ nhất đó là đại thực bào là một cái loại tế bào nó có khả năng thực bào. Về nguồn gốc đó, thì đại thực bào cơ bản là nó sẽ có nguồn gốc từ những cái tế bào mono. Tế bào mono là tế bào một cái loại bạch cầu, nó được sản xuất ra và nó lưu hành trong máu. Tuy nhiên khi đến một số cái vùng ở quanh cơ thể, khắp nơi trong cơ thể chúng ta thì nó sẽ đi vào trong mô, nó trú ngụ tại đó và nó trải qua một cái quá trình nó gọi là quá trình trưởng thành. Thì giữa tế bào mono với lại tế bào lympho, xin lỗi, tế bào đại thực bào này nó khác nhau cái gì? Thì sau cái quá trình trưởng thành đó, tế bào mono này nó sẽ có một cái khả năng rất là đặc trưng, đó là cái khả năng thực bào. Hay nói cách khác hơn là nó có khả năng di chuyển, nhận dạng, di chuyển và tới bao bọc lấy cái yếu tố xâm nhập, ví dụ như là một con vi khuẩn, một con siêu vi. Từ đó thì nó sẽ tiêu diệt được cái đối tượng xâm nhập đó, cũng như là nó phát ra những cái tín hiệu để kêu gọi cái sự hỗ trợ của những loại tế bào khác. Lấy ví dụ như trong một cái hiện tượng viêm, nếu mà chúng ta nhìn ở cái góc độ thông thường ấy, thì các bạn sẽ thấy đầu tiên đó là con vi khuẩn nó xâm nhập vào trong cơ thể chúng ta tại một cái điểm nào đó, thì tại đó đại thực bào nó sẽ là cái tế bào nó tiếp cận đầu tiên với cái con vi khuẩn đó. Tuy nhiên là số lượng của nó rất ít và nó không đủ lực, nó không đủ cái khả năng để tiêu diệt cái con vi khuẩn đó. Với một cái số lượng lớn, nếu như một cái tổn thương đó, một cái sự xâm nhập của một cái ổ nhiễm nào đó thì nó không có đủ lực, từ đó nó
nó chỉ thực hiện cái việc là thật bào và sau đó nó sẽ phát ra tín hiệu. Và khi nó phát ra tín hiệu thì nó sẽ thu hút cái bạch cầu đa nhân trung tính, nó chạy tới cái ổ viêm đó. Và khi nó chạy tới như vậy thì người ta gọi cái hiện tượng đó là hiện tượng hóa hướng động, là do hóa chất được tiết ra cái đại thực bào này nó sẽ kêu gọi cái bạch cầu đa nhân trung tính tới cái ổ viêm. Và khi nó tới như vậy thì có nghĩa nó đang huy động một lượng khá lớn cái bạch cầu đa nhân trung tính đến cái ổ viêm đó. Và khi nó huy động như vậy thì nó cũng gây ra cái hiệu ứng, đó là hiệu ứng tăng sinh. Các bạn sẽ thấy đó là lý do tại sao đối với bệnh cảnh nhiễm trùng mà đặc biệt là do vi khuẩn thì chúng ta sẽ có cái sự tăng bạch cầu đa nhân trung tính ở trong cái công thức máu là như vậy. Rồi nói sâu về mặt cơ chế thì đại thực bào nó là cái nơi sản xuất ra cái cytokine mà nó mang tính tăng cường viêm, có nghĩa là nó đẩy mạnh cái quá trình viêm, nó làm cho cái quá trình viêm nó bùng nổ lên. Cụ thể là nó sẽ tạo ra hai cái loại là TNF alpha và interleukin 6, và chủ yếu của cái vị trí sản xuất chủ yếu của hai cái loại cytokine này đó là ở đại thực bào, nhưng mà đại thực bào nằm ngay tại cái khu vực đó là tế bào gan. Rồi, đó là hiện tượng hoạt hóa đại thực bào. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về một cái hiện tượng nó gọi là hiện tượng là hoạt hóa đại thực bào, nhưng mà được phát hiện trong cái liệu pháp tế bào T. Rồi, cái liệu pháp tế bào T này thì nguyên lý của nó khá là đơn giản. Tiến hành thì nó phức tạp nhưng mà nguyên lý thì nó khá là đơn giản. Đầu tiên đó là người ta sẽ lấy cái tế bào T ở bên trong cơ thể, người ta lấy nó ra bên ngoài. Rồi người ta huấn luyện cho nó, hoặc là người ta bằng cách nào đó người ta làm cho nó có thể nhận dạng ra được đâu là khối u, đâu không phải là khối u, bằng cách là người ta chèn vào trong nó một số cái gen. Và cái gen này á, nó sẽ mượn cái bộ máy tổng hợp protein của cơ thể, nó tạo ra những cái protein, và protein này chính là cái điểm mà nó nhận dạng ra cái khối u. Và khi mà nó nhận dạng ra được khối u như vậy á, thì nó sẽ chỉ điểm, cũng đồng thời là nó sẽ lôi kéo những cái tế bào miễn dịch khác tới nó tấn công vào cái khối u này. Thì với cái nguyên lý như vậy thì người ta sẽ có thể điều trị cái khối u nó triệt để, là bởi vì cái việc nhận dạng ra cái khối u này á, là do người ta kiểm soát từ bên ngoài chứ không phải là do tự cơ thể chúng ta nó diễn tiến. Và thì đó là cái ý niệm về cái liệu pháp tế bào T kha. Tuy nhiên thì trong quá trình mà người ta tiến hành cái này thì dĩ nhiên người ta cũng đạt được những cái kết quả rất là ngoạn mục khi điều trị một số cái loại u, một số cái loại ung thư. Tuy nhiên thì người ta ghi nhận là trong khá nhiều những cái tình huống mà chúng ta can thiệp bằng cái tế bào T kha này, nó sẽ đưa tới một cái hiệu ứng, đó là cái bão cytokine. Rồi thì do cái hiện tượng bão cytokine này nó khá là phổ biến cho nên người ta nghiên cứu sâu về nó. Như vậy thì cái liệu pháp tế bào T kha này nó cũng là một cái ngữ cảnh lâm sàng mà người ta nghiên cứu nhiều về cái bão cytokine, và trong đó thì người ta ghi nhận được cái hiện tượng chúng ta vừa đề cập ở cái slide trước, đó là cái hiện tượng hoạt hóa đại thực bào. Như vậy thì các bạn nhớ hai cái loại mà nó tham gia chủ yếu vào bên trong cái bão cytokine, một đó là cái sự rối loạn cái ly giải tế bào, hai đó là cái sự hoạt hóa đại thực bào. Rồi, đối với cái hội chứng bão cytokine này á, thì cái mức độ nghiêm trọng của cái bão cytokine thì nó không được kiểm soát bởi cái cytokine từ tế bào T mà chúng ta điều chỉnh, chúng ta biến đổi nó.
mà là đến từ cái đại thực bào của cái chủ thể, có nghĩa là những cái con đại thực bào trong cái cơ thể mà nó đang điều trị nó gây ra cái chuyện này. Và khi mà chúng ta phối hợp giữa cái việc triệt tiêu cái monobào, có nghĩa là nguồn gốc của cái con đại thực bào á, và ức chế interleukin 1 và interleukin 6 thì người ta có thể ngăn chặn được cái hiện tượng bão cytokine nó xảy ra. Thì đây là một số cái mô hình người ta dùng nó để người ta khẳng định được cái vai trò của bão cytokine nó đến từ đâu ở trong cái liệu pháp tế bào T kha này. Thì xác định lại thì nó đến từ cái hiện tượng nó gọi là sự hoạt hóa đại thực bào. Ở bên cạnh đó thì hồi nãy có cái hình nó cũng mô tả những các bạn một loạt thứ ở đây. Nó đang thể hiện một cái chuyện đó là bão cytokine đó, khi nó được hoạt hóa thì nó không phải chỉ riêng cái đại thực bào không, mà nó còn hoạt hóa nhiều cái loại tế bào khác. Thì đây chúng ta sẽ mô tả qua những cái sự hoạt hóa đó nó đưa tới cái hệ quả gì, và nó có góp phần vào cái bão cytokine hay đâu hay không. Đầu tiên là cái tế bào tua, DC, người ta còn gọi cái tắt của nó là DC. Đây, tế bào tua hình dạng nó đây. Tên tiếng Việt của nó đó là tế bào tua hay là tế bào nhiều chân, là bởi vì cái hình dạng của nó các bạn thấy nó mọc ra rất là nhiều cái chân, cái giả túc ở đây. Rồi. Nó cũng là một cái loại tế bào, nó có khả năng thực bào, có nghĩa là nó tới nó nhập bào, nó tới nó ăn, nó bao lấy cái con vi khuẩn hoặc là con siêu vi xâm nhập vào trong cơ thể chúng ta. Sau khi nó tiêu hóa rồi thì nó sẽ lấy những cái thành phần của cái con xâm nhập đó, nó đưa lên tới cái bề mặt của bản thân nó để cho những cái loại tế bào miễn dịch khác nhận diện và nhận biết được cái tình trạng nhiễm trùng của cơ thể chúng ta. Như vậy thì nó là một cái tế bào trình diện kháng nguyên cho tế bào T. Khi nó trình diện kháng nguyên như vậy á, thì nó sẽ kích hoạt theo nhiều hướng. Nó có thể kích hoạt tế bào B để nó bước đầu khởi động cho cái việc nó tạo ra kháng thể. Nó có thể tác động lên tế bào T CD4, hay người ta còn gọi nó là tế bào T hỗ trợ, T helper. Thì nó sẽ kích hoạt cái quá trình hoạt hóa của tế bào TCD4, và từ đó nó sẽ tác động và tiêu diệt cái tế bào mà nó bị xâm nhiễm, cái con vi khuẩn đó. Hoặc là nó có thể tác động lên cái tế bào TCD8, hay chúng ta còn gọi tế bào đó là tế bào T độc đó. Thì khi mà nó kích hoạt cái tế bào T độc đó thì tế bào T độc nó sẽ tìm tới những cái tế bào nào mà nó có cái kháng nguyên tương tự được trình diện trên bề mặt của cái DC này này. Nó tới nó tiêu diệt cái tế bào đó. Thì đó là cái cách mà cơ thể chúng ta nó phản ứng lại. Như vậy thì cái vai trò ở đây nó cũng gần với lại cái đại thực bào, có nghĩa là nó không phải là cái tế bào chủ yếu giúp tiêu diệt yếu tố xâm nhập như là vi khuẩn hoặc là siêu vi, mà nó là một cái tế bào chỉ khởi đầu cho cái quá trình nhận biết và huy động những cái loại tế bào khác vào cái quá trình tiêu diệt đó. Rồi một cái đặc điểm của cái sự hoạt hóa DC này đó là sự dọn sạch cái giới hạn hoạt động của DC tại hạch lympho. Có nghĩa là tại hạch lympho á, cái phản ứng mà để cho cơ thể nhận diện cái sự xâm nhập của vi khuẩn hoặc là siêu vi nó xuất hiện rồi, thì ngay tại hạch lympho nó diễn ra một cái hoạt động, đó là nó sẽ dọn bớt những cái kháng nguyên này đi. Tuy nhiên á, thì nếu như mà cái quá trình mà làm sạch những cái kháng nguyên này mà nó không hiệu quả thì nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta cứ liên tục nhận dạng là à, có một cái đối tượng lạ, một cái đối tượng xâm nhập nào đó nó đang đi vào trong cơ thể. Khi mà cái sự dọn sạch kháng nguyên này nó diễn ra không có hiệu quả thì cái hệ miễn dịch của chúng ta nó sẽ luôn luôn nó bị kích hoạt, kích thích, và khi nó bị kích thích như vậy thì nó sẽ liên tục sẽ tạo ra cytokine, và từ đó hệ quả là cái sự sản xuất quá mức của cytokine nó gây ra cái hiện tượng tăng cường viêm. Vậy nói dông nói dài thì cuối cùng đó là khi cái tế bào tua này mà nó bị rối loạn, nó không thể dọn sạch hết kháng nguyên ngay tại cái khu vực đó là cái hạch lympho, thì lúc đó cái quá trình viêm nó sẽ cứ bị kích thích và nó đạt tới cái mức vượt quá cái sự
phù hợp đối với cái của cơ thể của chúng ta, và từ đó nó gây ra cái hiện tượng đó là tăng cường cái cytokine, tăng cường viêm, có nghĩa là cytokine tăng cường viêm được sản xuất ra một cách quá mức. Rồi cũng trên cái hình hồi nãy, hình này nó còn nói một cái loại tế bào không phải là tế bào miễn dịch nhưng mà nó cũng tham gia rất là mật thiết vào cái hoạt động miễn dịch của cơ thể chúng ta, đó là tế bào nội mô mạch máu. Ừ. Thì cái chuyện tế bào nội mô mạch máu nó bị hoạt hóa nó đưa tới cái tác động gì? Đầu tiên đó là nó sẽ làm rối loạn cái huyết động học. Bởi vì khi mà tế bào nội mô mạch máu mà nó bị hoạt hóa thì nó sẽ không có rối loạn một mình nó, mà nó sẽ bắt đầu nó sẽ thu hút những cái yếu tố khác, lấy ví dụ những cái yếu tố đông máu, hoặc là nó sẽ thu hút, nó làm cho cái tiểu cầu tới bám dính vào trên nó, và từ đó nó sẽ gây ra cái hiện tượng đông máu. Và trong cái bệnh cảnh Covid-19 đó, thì cái mà chúng ta thường gặp nhất là cái hiện tượng đông máu nội mạch rải rác, thì đó là do cái sự rối loạn của cái tế bào nội mô mạch máu này mà diễn ra với một cái quy mô là toàn cơ thể. Tế bào nội mô mạch máu này nó bị hoạt hóa ở rất nhiều nơi trong cơ thể, và cứ mỗi nơi như vậy thì nó sẽ là một cái ổ máu đông ở tại đó, thì các bạn sẽ thấy là đó lý do là sao người ta gọi nó là hiện tượng đông máu nội mạch rải rác. Có nghĩa là đầu tiên là nội mạch là nó chỉ khu trú ở bên trong mạch máu thôi, nó không phải là do một cái tổn thương nào phía bên ngoài mạch máu xâm nhập vào hết, mà chỉ do cái tế bào nội mô mạch máu này nó bị hoạt hóa, nó tăng cường cái phản ứng đông máu ngay tại cái vị trí đó, ngay tại cái vị trí mà tế bào nó bị hoạt hóa. Và nó mang tính hệ thống, bởi vì cytokine đó thì nó chạy khắp nơi trong cơ thể chúng ta, và tới một chỗ nào đó phù hợp thì nó sẽ kích hoạt cái tế bào nội mô mạch máu này cho nó hoạt hóa. Và có rất là nhiều ổ viêm, xin lỗi, có rất là nhiều cái ổ đông máu ở bên trong cái hệ thống mạch máu của chúng ta, từ đó người ta gọi nó là rải rác. Như vậy thì đông máu nội mạch rải rác, nguồn gốc bản chất của nó là từ cái sự hoạt hóa của cái tế bào nội mô mà ra. Rồi một cái bước xa hơn nữa đó là nó sẽ một cái bước xa hơn nữa là nó sẽ gây ra cái hiện tượng tăng tính thấm thành mạch, và từ đó thì người ta gọi, người ta ghi nhận được một cái hiện tượng đó là hiện tượng rò rỉ màng mạch. Là ở đây nó giống như một diễn tiến của một cái hiện tượng viêm bình thường á, thì trong cái diễn tiến của một cái hiện tượng viêm bình thường, sau khi cái đại thực bào nó bị hoạt hóa thì cái bước tiếp theo đó chính là cái tế bào nội mô mạch máu này nó được hoạt hóa. Hồi nãy chúng ta có nói với về những cái loại tế bào máu, thì không chỉ riêng tiểu cầu, tế bào nội mô mạch máu nó sẽ còn thu hút cái hiện tế bào khác, đó là tế bào bạch cầu đa nhân trung tính. Và khi đó nó sẽ xảy ra một cái hiện tượng người ta gọi là hiện tượng bám rìa của bạch cầu đa nhân trung tính. Bạch cầu đa nhân trung tính thì bình thường nó sẽ di chuyển trôi theo dòng máu. Tuy nhiên khi tế bào nội mô hoạt hóa, nó bị hoạt hóa rồi á, thì nó sẽ thu hút những cái tế bào bạch cầu đa nhân trung tính này tới bám vào trong những cái tế bào nội mô mạch máu. Cái việc bám này làm gì? Việc bám này chính là cái bước khởi đầu cho cái quá trình xâm nhập vào trong cái mô nhiễm trùng của cơ thể chúng ta, của tế bào bạch cầu đa nhân trung tính. Bởi vì nếu như mà nó cứ trôi theo dòng máu thì nó sẽ không có đi vào trong mô được, mà nó phải neo lại, nó bám vào tế bào nội mô mạch máu để nó tìm cách nó chui ra, đi vào tới cái ổ nhiễm trùng. Và trong cái quá trình mà nó đi như vậy thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng đó là những tế bào nội mô mạch máu này nó tách nhau ra, nó không còn nằm sát lại với nhau nữa. Và khi mà nó tách ra như vậy thì nó sẽ gây ra những cái khoảng hở ở trên cái mạch máu của chúng ta. Và khi mạch máu nó bị hở ra như vậy thì dịch ở trong lòng mạch máu nó sẽ thoát ra ngoài. Và thậm chí nếu như những cái lỗ đó mà nó càng lớn thì nó sẽ có thể làm cho những cái chất khác nó xuất tiết vào bệnh ra khỏi cái mạch máu, ví dụ như là hồng cầu thì nó sẽ đi ra khỏi mạch máu luôn. Ở cái góc độ của cái bão cytokine thì cái tế bào nội mô mạch máu này á, nó sẽ bị hoạt hóa bởi cái cytokine tăng cường viêm, đó là interleukin
6 và interferon 1B. Tuy nhiên thì chính bản thân của nó cũng có thể tạo ra interleukin 6 một khi mà nó đã được kích hoạt. Đặc biệt là người ta ghi nhận được cái hiện tượng này ở trên bệnh nhân có cái hội chứng bão cytokine mà do cái liệu pháp tế bào TK. Vậy các bạn thấy là nó giống như là một cái chuỗi phản ứng mà nó cứ đi tới, giống như nãy chúng ta mô tả bằng cái chuyện là feed forward activation, sự hoạt hóa tiến triển. Interleukin 6 được tạo ra, nó đi tới, nó kích hoạt cái tế bào nội mô mạch máu. Nhưng mà một khi tế bào nội mô mạch máu mà được bị kích hoạt thì nó lại tiếp tục tạo ra cái interleukin 6. Và interleukin 6 là một cái chất, nó mang bản chất là cái cytokine tăng cường viêm. Và nó được tạo ra càng nhiều thì nó sẽ biểu hiện ra cái hiện tượng viêm nó càng mạnh mẽ, nặng nề hơn cho người bệnh. Rồi, như vậy tóm lược lại cái quá trình nãy giờ chúng ta nói về sinh bệnh học của cái bão cytokine, các bạn thấy lấy trong cái ngữ cảnh nó là SARS-CoV-2, nó tác động lên cái tế bào biểu mô của phổi ấy, chúng ta, nó có thể gây ra cái sự tổn thương trực tiếp cho những cái biểu mô này, và hoặc là nó có thể xâm nhập vào bên trong máu của chúng ta bằng cách là nó gây ra, nó tạo ra hàng loạt những cái cytokine, ví dụ như là interleukin 1, 6, 12, TNF, alpha là những cái cytokine tăng cường viêm. Và trong đó thì cái nổi bật nhất trong cái nhóm này đó là cái interleukin 6. Rồi, những cái cytokine này á, nó sẽ tác động vào trong cái hệ miễn dịch của chúng ta theo cả hai hướng. Đó là nó tác động lên cái hệ miễn dịch hay cái nhóm đó là miễn dịch đáp ứng. Có nghĩa là nó tác động lên cái nhóm tế bào T, nhóm tế bào T gồm có hai loại là T CD4 hay là T tế bào T hỗ trợ, hoặc là tế bào T độc, nghĩa là tế bào giúp và tiêu diệt trực tiếp một cách trực tiếp những cái yếu tố xâm nhập đó, đó là tế bào T CD8 ở đây. Rồi. Khi mà nó tác động lên những cái nhóm tế bào T này thì những cái tế bào T này nó đồng thời nó cũng sản xuất ra hàng loạt những cái interleukin khác nữa. Lấy ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có interleukin 2, TNF alpha hoặc là TNF gamma đây. Thì sự hòa trộn của nguyên cái nhóm cytokine này thì nó sẽ tạo thành một cái lượng lớn đa chủng loại cái cytokine. Cũng như là khi nó tác động lên những cái tế bào miễn dịch mang tính không đặc hiệu, ví dụ như là đại thực bào hoặc là tế bào tua hoặc là tế bào sát thủ tự nhiên, thì nó sẽ làm cho những cái tế bào này nó cũng biến đổi và nó tạo ra hàng loạt những cái cytokine. Và khi cái nhóm cytokine này được tạo ra thì nó đi vào, do nó đang nằm trong máu mà, thì nó sẽ tấn công từ trong máu, nó tấn công ra, nó sẽ gây ra cái sự tổn thương của những cái tế bào nội mô mạch máu nằm ở trong lòng của những cái của cái mạch máu này. Và khi nó bị tổn thương thì nó sẽ gây ra một số cái hiện tượng như chúng ta mô tả slide trước. Hệ quả cuối cùng á là cytokine lại được tiết ra thêm nữa từ những cái tế bào nội mô mạch máu này. Thứ hai là sẽ xuất hiện một số cái hiện tượng liên quan tới mạch máu, ví dụ như là hiện tượng tăng tính thấm thành mạch, làm cho dịch ở trong lòng mạch máu nó thoát ra khỏi cái khoang mạch máu, nó đi vào trong những cái mô bên trong cơ thể chúng ta. Và nếu như mà nó đi vào trong những cái khoang rỗng, ví dụ như là phế nang, thì nó có thể gây ra những cái hội chứng, những cái hiện tượng ví dụ như là hiện tượng tràn dịch ở trong phổi, hay là chúng ta gọi là OAB, phù phổi cấp. Còn nếu như mà nó ngay tại cái tạng đặt thì nó có thể gây ra những cái hiện tượng sưng phù, mà nếu như các bạn tiếp cận bệnh nhân COVID-19 trên lâm sàng, các bạn sẽ thấy nó xuất hiện giống như là một cái phần đi theo của cái bão cytokine này. Ngoài ra thì khi nó tác động lên cái tế bào nội mô mạch máu, nó cũng có thể gây ra một số cái biến đổi của tế bào nội mô mạch máu đó, và nó gây ra cái hiện tượng đông máu tại chỗ nhưng mà nó nằm rải rác nhiều nơi trong cơ thể. Thì từ đó cái hệ tuần hoàn của chúng ta sẽ bị ứ trệ, bởi vì nó có nhiều cái điểm tắc nghẽn ở khắp nơi bên trong cơ thể. Rồi, một cái nhánh khác đây, cái DIC vừa mô tả các bạn hiện đây, từ cái mạch máu này mà nó đi ra và nó gây suy đa cơ quan thông qua cái cơ chế đó, do cái hiện tượng ứ trệ máu ở trong lòng
mạch máu nó không thể di chuyển được, nó không thể mang oxy chất dinh dưỡng tới nuôi các cơ quan, đồng thời nó mang rất là nhiều cái cytokine tăng cường cái hiện tượng viêm tới các cơ quan này và nó gây tổn hại cho những cái cơ quan này. Còn một cái nhánh khác thì nó có thể gây ra cái sự hoại hóa của đại thực bào, hoặc là nó gây ra cái hiện tượng thực bào tế bào máu, và từ đó nó làm cho cái cơ thể diễn ra cái bão cytokine, nó gặp phải cái tình trạng đó là tình trạng thiếu máu giống như ở đây. Thì đó là cái tổng hợp về cơ chế sinh bệnh học mà liên quan tới miễn dịch của cái bão cytokine. Ở đây các bạn có câu hỏi nào không ạ? Chúng ta có thắc mắc gì về cái phần nội dung vừa rồi không các bạn? Rồi, nếu như mà các bạn không có thắc mắc gì, chúng ta nghỉ giải lao khoảng chừng 8 phút ha. Sau đó chúng ta sẽ quay lại.
Chúng ta quay lại các bạn ha. Rồi chúng ta quay lại. Thì tóm lại là cái phần vừa rồi chúng ta đã nói xong qua những cái yếu tố cũng như tổng kết lại cái quá trình sinh lý bệnh, quá trình bệnh sinh mà có liên quan tới khía cạnh miễn dịch của cái bão cytokine. Thì thông qua những cái mà chúng ta đã trao đổi ở cái phần trước, các bạn sẽ thấy là câu chuyện là bây giờ chúng ta tiếp cận bão cytokine thì chúng ta tiếp cận những cái gì. Thì ở góc độ cận lâm sàng đó, thì chúng ta sẽ làm những cái bộ xét nghiệm. Thứ nhất là bộ xét nghiệm của nhiễm trùng, bởi vì chúng ta biết là nhiễm trùng kể cả siêu vi, kể cả virus, có thể là xin lỗi, kể cả siêu vi và kể cả vi khuẩn thì nó đều có thể kích hoạt cái bão cytokine này hết. Chúng ta có thể kiểm tra chức năng gan thận để xem cái sự tác động của những cái cytokine này lên cái cơ quan trọng yếu của cơ thể chúng ta nó tới mức độ nào rồi. Một số cái chỉ số phụ trợ ví dụ như là những cái chỉ dấu viêm cấp như là CRP hoặc là ferritin giúp cho chúng ta xác nhận lại cái hiện tượng viêm, phân tích khí máu khi có bất thường ở hô hấp. À, cuối cùng là chúng ta có thể thực hiện cái cytokine toàn bộ. Thì đây là những cái thật ra nó mang tính lý tưởng hơn, đặc biệt cái cuối cùng là cái cytokine toàn bộ, tại vì nó phụ thuộc vào cái loại kháng thể mà chúng ta có thể nhận diện được những cái loại cytokine đó, nó rất là nhiều, đắt và đôi khi là cũng không có hàng nữa. Do đó thì chúng ta chủ yếu là chúng ta dựa vào cái nhóm ở trên. Rồi khi tiếp cận thì chúng ta sẽ đi theo ba cái hướng. Một là cái nhóm bệnh lý chính, có nghĩa là chúng ta cái nhóm bệnh lý mà chúng ta đang nghĩ là nó gây ra cái bão cytokine này. Lấy ví dụ như ở COVID-19 thì các bạn sẽ thấy là cái nhóm bệnh lý chính đó là nhóm bệnh lý về hô hấp, bệnh lý viêm phổi là nhóm bệnh lý chính. Rồi chúng ta sẽ dựa vào cái yếu tố đó là cái dự đoán lâm sàng, và cái thứ ba là cái nhóm thứ ba đó là cái mức độ. Thì khi mà chúng ta xác định đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái việc đôi khi chúng ta xác định những cái bệnh lý chính với cái bão cytokine đó, nó không có, nó bị chồng lấp, nó khó, rất khó phân biệt với nhau. Tuy nhiên đó là cái bão cytokine này chúng ta cần phải nhận định nó là một cái chuyện, đó là bão cytokine là một cái chẩn đoán, không phải là chẩn đoán loại trừ, có nghĩa là không phải là chúng ta đi kiểm tra tất cả những yếu tố khác chúng ta thấy nó không có phù hợp thì chúng ta kết luận nó là cytokine, bão cytokine, mà chúng ta phải chẩn đoán cái bão cytokine này như là một cái ưu tiên bước đầu, bởi vì chúng ta nó diễn ra khá là cấp tính. Đôi khi chúng ta sẽ không thể phân biệt được cái bão cytokine với một cái tình trạng nhiễm trùng máu, hoặc là cái bão cytokine do cái liệu pháp tế bào TK với lại nhiễm trùng máu này chúng ta không có phân biệt nó, thì khi đó chúng ta phải nhìn nhận hai cái này nó một cách song song với nhau luôn. Về mức độ nặng thì tùy thuộc vào cái ngữ cảnh mà chúng ta đang xác định là cái bão cytokine nó đang diễn ra trong cái ngữ cảnh nào ha. Ví dụ như trong cái liệu pháp tế bào TK thì chúng ta sẽ dựa vào một số cái chỉ dấu như là GP
130 interferon gamma hoặc là interleukin 1 để xác định được cái tình trạng nặng của cái bão cytokine, hoặc là ở trong cái hội chứng thực bào tế bào máu thì nó lại có những cái riêng biệt hơn. Nhưng mà nếu như mà chúng ta không có biết xác định bằng cái thang nào, hoặc là không xác định được cái nền tảng hiện tại gốc của cái cơ thể đang có bão cytokine đó, thì chúng ta có thể sử dụng một cái thang chung được công bố ở đây. Các bạn thấy ví dụ như là đầu tiên đó là sốt, hoặc là có các triệu chứng khác, hoặc là mức độ nặng hơn tí thì chúng ta sẽ có là dưới bốn cái sự đáp ứng của oxy đó, nó sẽ dưới 40% hoặc là trên 40%, hoặc là ảnh hưởng có một khả năng ảnh hưởng tới cái tính mạng, cuối cùng là tử vong. Nó có thể phân chia ra một số cái mức độ giống như ở đây. Rồi trên cái bảng này nó liệt kê cho các bạn một số cái cytokine phổ biến ở trong một số cái ngữ cảnh lâm sàng, ví dụ như là trong cái hội chứng ngoại khóa đại thực bào, hoặc là trong cái liệu pháp tế bào T Ka, hoặc là trong tình trạng nhiễm SARS CoV-1 á, hoặc là MERS, hoặc là cái H1N1, H5N1, thì đây là những cái cytokine mình sản xuất ra ở trong từng cái nhóm ngữ cảnh này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đề cập tới một cái chuyện, đó là những cái cytokine này nó được phóng thích ra thì chúng ta đã biết cơ chế tại sao nó được phóng thích ra, nó được phóng thích ra từ đâu. Bây giờ chúng ta nói về câu chuyện là nó được phóng thích ra và nó gây ra cái gì đối với cơ thể của mình. Thì đối với cái COVID-19 nó có một cái đặc trưng, đó là những cái cytokine này nó sẽ đưa tới cái sự phá hủy mô và cơ quan lympho. Từ đó thì các bạn sẽ thấy là nó gây ra cái biểu hiện khác biệt so với những cái bão cytokine ở trong những cái ngữ cảnh khác. Đó là thông thường chúng ta sẽ thấy hiện tượng là gan to, lách to là phổ biến. Nhưng mà ở trong cái COVID-19 á, thì cái cơ quan lympho, có nghĩa là cái hạch lympho thì nó teo lại, lách thì nó cũng teo lại luôn. Thì đây chính là cái sự khác biệt. Rồi. Sơ lược qua để chúng ta hiểu về cái miễn dịch đối với cái con COVID-19 ha. Nãy giờ chúng ta nói về bão cytokine nói chung, và bây giờ chúng ta tập trung chủ yếu vào trong cái COVID-19. Thì cái đặc trưng của con COVID-19 nó là cái protein gai ở trên cái màng của nó, và cái thụ thể của cái protein gai này chính là cái ACE2. Ở đây nhắc một tí xíu với các bạn, về mặt sinh lý thì cái ACE của chúng ta nó có hai loại ACE, cái thụ thể của cái men chuyển này, thụ thể men chuyển ACE2 này có thể rất quen thuộc với các bạn ở trên lâm sàng, đặc biệt là những các bạn làm về khía cạnh tim mạch hoặc là thận thì các bạn sẽ quen với nó. Thì ACE2 này mà chúng ta đi sâu vào trong cấu trúc đó, thì nó có hai loại, một loại là ACE1 và ACE2. Thì cái mà các bạn thường đề cập khi mà chúng ta sử dụng ví dụ như là thuốc ức chế men chuyển chẳng hạn, thì chúng ta đang đề cập tới ACE1. Chức năng của nó là nó sẽ chuyển đổi angiotensin 1 thành angiotensin 2. Như vậy thì khuynh hướng của cái ACE1 đó là nó sẽ làm co mạch, bởi vì nó tạo ra angiotensin 2, và angiotensin 2 này có tác động lên tác dụng gây co mạch. Và gây co mạch này thì nó sẽ đưa tới một cái hệ quả, nó sẽ làm tăng huyết áp của cơ thể lên. Tuy nhiên các bạn đừng có nhầm lẫn với lại cái ACE2. Nói qua về ACE2 á, thì biểu hiện của nó có nhiều nơi. Nổi bật á, thì nó sẽ có nội mô của phế nang, nội mô mạch máu, nội mô ruột, cơ tim, ống lượng gần của thận, rất là nhiều nơi. Nó có một cái tác động đặc biệt của nó là nó là một cái chất ức chế angiotensin 2. Như vậy thì đọc tới đây các bạn đừng nhầm lẫn với angiotensin 1 á. Xin lỗi, đừng có nhầm lẫn với ACE1. ACE2 nó sẽ chuyển cái angiotensin 2 này thành cái angiotensin 1,7 này, và cái angiotensin 1,7 này nó lại là một cái yếu tố gây giãn mạch chứ không phải là yếu tố gây co mạch. Và trong cơ thể chúng ta thì nó hiện diện và nó đồng thời hoạt động cả hai cái loại thụ thể này luôn, ACE1 và ACE2.
và sự cân bằng giữa hoạt động của hai cái nhánh này nó tạo nên một cái sự duy trì, một cái sự duy trì cái hoạt động ổn định của hệ thống mạch máu của chúng ta, hay nói cách khác hơn là mạch máu của chúng ta nó đạt được một cái trạng thái cân bằng giữa hai cái lực tác động, một cái là làm co mạch với là một cái làm giãn mạch. Rồi tuy nhiên thì trong cái nhiễm COVID-19 á, thì cái protein gai S này á, nó tác động, nó kết nối với cái ACE2 và nó sẽ kích hoạt cái quá trình nó làm cho cái ACE2 này nó bị nhập bào, có nghĩa là nó đi vào bên trong cái tế bào mà bị con virus này xâm nhập á, thì từ đó nó làm cho cái lượng ACE2 này giảm xuống. Rồi khi mà ACE2 này giảm xuống đó, thì nó các bạn sẽ thấy cái cán cân của nó bị lệch đi, và từ đó thì nó sẽ làm cho cái chuyện cái hiệu ứng vượt trội lên, đó là hiệu ứng tăng huyết áp hơn so với lại giảm huyết áp của chúng ta. Rồi cái này là một số cái slide chúng ta đang nói về cái SARS-CoV-2 ha, thì nó không có liên quan nhiều tới miễn dịch lắm, nhưng mà tôi đề cập lại để các bạn nhớ thôi. Thì thứ nhất là cái vai trò tăng cường viêm của ACE2, bản chất của cái ACE2 này nó cũng có thể là một cái yếu tố gây tăng cường cái hiện tượng viêm thông qua cái chuyện là nó tạo ra cái angiotensin 17 á, và cái angiotensin 17 này nó tác động một cái cụ thể, nó là cụ thể AT1R, và cái cụ thể này nó sẽ cái phức hợp giữa cái angiotensin 2 với cái cụ thể này nó sẽ hoạt hóa cái con đường NF-kb, hoặc là cái ADAM 17 này, và cái ADAM 17 này cái bước tiếp theo của nó là hoạt hóa cái STAT 3. Nó đều là những cái con đường kích hoạt cái hiện tượng viêm ở bên trong cơ thể chúng ta, đặc biệt nó tạo ra cái cytokine, nó là cái interleukin 6, và từ đó thì nó sẽ tăng cường cái hiện tượng viêm. Vậy khi mà so sánh với lại cái SARS-CoV-1, chúng ta sẽ thấy là cái cơ chế tăng cường viêm của nó thì nó cũng tương tự, nhưng có một cái điểm đó là cái mức độ gắn kết giữa cái protein gai với lại cái ACE2 này nó vượt trội, nó tăng từ 10 đến 20 lần so với cái SARS-CoV-1, và đó là lý do tại sao mà các bạn sẽ thấy là cái diễn tiến nặng nề cũng như cái sự lây nhiễm của cái SARS-CoV-2 này nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với cái con SARS-CoV-1. Rồi, về miễn dịch thì có gì khác? Thứ nhất là về mặt mô học thì nó tương tự SARS-CoV-2 khi so sánh với SARS hoặc là cái MERS này, thì nó sẽ gây tổn thương phế nang lan tỏa hai bên, nó gây ra hiện tượng sơ hóa tế bào xuất tiết. Thì cái này là cái chuyện virus nó tấn công trực tiếp lên cái tế bào nội mô của phế nang nó gây ra, thì cái này nó giống nhau. Tuy nhiên về mặt tế bào học thì nó có một số cái điều khác biệt. Thứ nhất là CD4 với CD8 thì nó ở ngoại vi, có nghĩa là trong mạch máu chúng ta nó sẽ giảm số lượng nhưng mà nó tăng hoạt hóa. CD8 thì nó tăng độc tính lên, có nghĩa là nó tăng cái nồng độ chất độc ở trong những cái túi hạt độc tế bào, cái túi mà nó chứa những cái chất mà chúng ta đề cập ban đầu, ví dụ như là botulinum hoặc là cái coenzyme B. Nó sẽ tăng cái tế bào T tăng cường viêm, nó là TH17. Và một số cái đặc trưng của SARS-CoV-2 đó là nó thâm nhập chủ yếu vào cái monobào và đại thực bào. Những cái loại khác của cái dòng coronavirus, ví dụ như là SARS hay là MERS, thì chủ yếu là nó tác động vào cái nhóm tế bào lympho, nhưng mà ở trong cái SARS-CoV-2 này nó chủ yếu tác động vào cái monobào và cái đại thực bào. Do đó thì mình sẽ thấy là đại thực bào nó đóng vai trò quan trọng trong cái bão cytokine ở đây. Khi mà đại thực bào nó bị hoạt hóa thì điều gì diễn ra? Các bạn xem lại ở slide trước chúng ta nói ở cái phần đó là hiện tượng hoạt hóa đại thực bào, diễn tiến của nó đưa tới cái gì chúng ta tìm ở đó. Rồi thì ở SARS-CoV-2 á, thì những cái mô tả ở đây cho thấy là lympho ở trong máu nó giảm. Ở đây nó là cả CD4 và cả CD8 đều giảm ở ngoại vi hết, và
Từ đó mà người ta còn đưa ra một cái hệ số để chúng ta theo dõi cái tình trạng miễn dịch của cơ thể người bị nhiễm Covid-19 ở ở mức độ nặng á. Thì người ta lấy là người ta lấy cái nhiễm trùng thì vẫn tăng cái số lượng bạch cầu nhưng mà cái lympho là giảm. Từ đó người ta lấy cái tỷ lệ đó là neutrophil trên lymphocyte, có nghĩa là bạch cầu đa nhân cực tính so với lại bạch cầu lympho, là một cái chỉ số để theo dõi cái tình trạng nặng ở đây. Thì cái chỉ số này mà nó càng lớn thì nó sẽ càng nặng, bởi vì nó càng lớn thì bạch cầu đa nhân cực tính nó càng cao hoặc là cái lympho nó càng giảm, thì điều đó nó sẽ tương ứng với là cái đặc trưng của cái SARS-CoV-2 ở đây. Như vậy để xác định một tế bào cytokine ở bệnh nhân COVID-19, chúng ta có một số cái yếu tố xác định như sau. Một đó là về biểu hiện lâm sàng, chúng ta sẽ có tổn thương đa cơ quan. Về xét nghiệm đặc hiệu, cái này bị hạn chế ở đây, chúng ta không có nhiều công cụ để kiểm lắm. Nhưng mà nếu như có, chúng ta sẽ thấy nó tăng nhiều loại cytokine. Một cái phụ là nó sẽ tăng cái chỉ dấu viêm của hệ thống, ví dụ như là CRP hoặc là ferritin. Và một cái điểm rất là nổi bật ở trong COVID-19 đó là nó sẽ làm giảm cái mạch cầu lympho. Cái điều này nó không có được ghi nhận ở trong những cái bão cytokine ở cái nhóm khác. Rồi, đó là chúng ta nói về những cái cơ chế mà sau khi cytokine nó được tạo ra trong bão bão cytokine thì nó sẽ gây ra cái chuyện gì. Và dựa trên những cái điều từ đầu giờ chúng ta nói với nhau thì chúng ta sẽ có một số cái định hướng điều trị cho cái bão cytokine này, nhưng mà chủ yếu là nó tập trung ở cái góc độ miễn dịch là chính. Còn những cái phần mà không thuộc về cái nhóm miễn dịch ở cái góc độ điều trị khác miễn dịch đó thì sẽ không có đề cập một cách chi tiết ở trong đây. Các bạn sẽ thấy là đối với một cái bệnh nhân bão cytokine, chúng ta sẽ có một số cái liệu pháp được liệt kê ở đây. Đầu tiên là chúng ta cái mà chúng ta thường gặp nhất, thường dùng nhất đó chính là cái glucocorticoid. Để hiệu quả của cái glucocorticoid này là nó giúp giảm cái tổn thương phổi, nó giảm cái sự tấn công của cái tác nhân lên chính cái tế bào nội mô, xin lỗi, cái tế bào ở trong lòng phế nang. Nó sẽ khi mà phối hợp với lại cái sự thông khí thì nó sẽ cải thiện cho cái người bệnh nhân này. Và một số cái hiện tượng khác, chúng ta sử dụng glucocorticoid khi mà chúng ta có cái hiện tượng đó là suy giảm oxy máu. Hình ảnh học của cái bệnh lý ở phổi nó tiến triển nhanh hoặc là kích hoạt quá mức cái đáp ứng viêm. Thì thật ra ban đầu những cái tiêu chuẩn này nó chỉ được sử dụng ngay tại Trung Quốc thôi, nhưng mà bây giờ thì nó sẽ đã trở nên phổ biến và chúng ta có thể thậm chí là quản lý bệnh nhân tại nhà với cái việc sử dụng cái Fluco và cái này luôn. Rồi, một cái nặng nề hơn thì chúng ta sẽ có cái lọc máu, nghĩa là bằng cách nào đó chúng ta lấy ra bớt những cái cytokine ở trong máu của chúng ta nhằm đừng có cho nó tác động tới nhiều cái hệ cơ quan ngoài cái phổi ở trong COVID-19. Chúng ta sẽ có ví dụ như thay máu, lọc máu, lọc huyết tương hoặc hấp phụ máu, hoặc là một cái chế phẩm nổi bật trên thị trường các bạn có thể tìm thử bằng cái từ khóa đó là CytoSorb. Các bạn thấy một cái sản phẩm được dùng trong cái với cái liệu pháp là lọc máu. Rồi, cái mà chúng ta đề cập nhiều nhất đó là chính là cái hoạt chất sinh học. Bởi vì sao chúng ta đề cập nhiều nhất, hoạt chất sinh học này chủ yếu là nó dựa trên cái nền tảng miễn dịch của cái bão cytokine. Các bạn sẽ thấy là trong cái COVID-19 đó, thì cái tăng nổi bật nhất là cái interleukin 1B hoặc là cái interleukin 6. Rồi, thì hai cái nhóm này là hai cái gọi là cytokine đơn mà được quan tâm nhất ở trong cái nhóm hoạt tính sinh học. Còn ngoài ra thì ở trong cái bão cytokine người ta còn quan tâm tới những cái con đường chuyển hóa khác nữa, chứ không phải chỉ riêng những cái interleukin này hoặc là những cái cytokine nào nó mang tính nổi bật mà thôi. Giống như hình ở đây các bạn có thể thấy chúng ta có rất là nhiều cái cytokine nổi bật mà nó liên quan tới cái sinh bệnh học của COVID-19. Đứng đầu chúng ta có interleukin 6, các bạn thấy là rất là nhiều thuốc nhắm lên cái đích này.
À, toàn là những cái thuốc gọi là kháng thể đơn dòng thôi, có nghĩa là nó sẽ trung hòa cái gọi là tim xấu này. Các bạn thấy hồi đầu giờ tôi có nói với các bạn đó là khi các bạn thấy cái đuôi nó là C-MAP, MAP nè, các bạn hiểu nó là kháng thể, cái bản chất của cái thuốc đó nó là kháng thể. Cái chữ M này nó đại diện cho chữ mono, có nghĩa là kháng thể đơn dòng ở đây. Rồi hai cái mà xếp hàng đầu, hai cái mà tăng nổi bật nó được xếp ở đây, nghĩa là interleukin 1b với interleukin 6 là hai cái mà nó tăng nổi bật và vai trò của nó cũng nổi bật ở trong cái quá trình sinh bệnh học của cái bão cytokine. Xét về cái con đường chuyển hóa thì ba cái con đường chuyển hóa cơ bản được quan tâm ở trong cái bão cytokine này, đó là một đó là NF-kb, hoặc là hai là JAK-STAT và cái ba là NLRP3 ở đây. Con đường NF-kb là một cái con đường viêm khá là phổ biến và hầu hết những cái nhóm thuốc mà tác động không đặc hiệu lên cái con đường chuyển hóa này đều có thể tác động lên cái chuyển hóa NF-kb hết. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có dexamethasone hoặc là hydroxychloroquine. Đây. Và cái nhóm kháng virus phổ rộng ở đây nó đều có thể tác động lên cái con đường chuyển hóa này hết. Rồi hai cái con đường ít phổ biến hơn cũng xếp theo thứ tự từ trái qua phải, thì đầu tiên là cái con đường chắc tắt. Thì các bạn sẽ thấy là người ta dùng những cái thuốc nó có tên, cái đuôi nó là nip inip, nó cứ tinip tinip ha, cái này là cái chữ viết tắt của cái chất ức chế. Rồi cuối cùng á thì đúc kết ra từ việc can thiệp trên những cái con đường chuyển hóa này, chúng ta sẽ có nhiều một số cái liệu pháp, ví dụ như là globulin miễn dịch, corticosteroid. Ở Trung Quốc đó, thì người ta có thể sử dụng một số cái dạng thuốc cổ truyền, y học cổ truyền, hoặc là một số cái loại chất ức chế thêm ở đây, nhưng mà phổ biến ở nước mình thì chủ yếu là cái nhóm ở phía bên tay trái này. Mình tìm hiểu tí xíu về những cái con đường mà chúng ta vừa đề cập, ví dụ như con đường NF-kb. Thì NF-kb là một cái yếu tố mà nó nằm ở trung tâm của rất là nhiều cái hoạt động ở bên trong cơ thể chúng ta. Các bạn thấy là nó có thể tác động lên cái nhánh là tế bào tua, nó có thể tác động lên cái nhánh đại thực bào, và nó tác động lên cái nhóm tế bào T, hoặc là nó tác động lên cái nhóm tế bào nó là bạch cầu đa nhân trung tính. Hoặc là nó sẽ tác động lên những cái nhóm phân tử chứ không phải tế bào, ví dụ như là chúng ta sẽ có những cái yếu tố về chu kỳ tế bào, sự điều hòa cái hoạt động của sinh sản của tế bào, hoặc là tác động trực tiếp lên cái nhóm cytokine ở đây, hoặc là nhóm chemokine ở đây. Khi mà nó tác động lên cái nhóm cytokine đó, thì nó đang điều hòa cái hoạt động đó là đáp ứng viêm của cơ thể của chúng ta. Rồi hình ảnh của cái con đường chắc sáp thì nó hơi khác tí xíu. Bản chất của cái chắc sáp, bản chất của cái chất này nó là một cái loại enzyme ở trên màng tế bào. Khi mà cái cytokine tới mà gắn vào nó thì nó sẽ gây ra hàng loạt những cái biến đổi. Các bạn thấy là cái cytokine hoặc là yếu tố tăng trưởng mà tới gắn vào đó, thì nó sẽ làm cho cái phần nội bào của cái chất này nó biến đổi. Cái sáp này tới nó gắn vào đây, rất là nhiều phosphor nó gắn vào, và từ đó thì cái cụm sáp với lại phosphor này nó sẽ đi vào trong nhân và nó kích hoạt ra sự sản xuất của một loạt những cái protein mà nó liên quan tới cái phần trình viêm. Thì đây là chính là cái con đường chuyển hóa chắc sáp. Và một cái con đường chuyển hóa khác đó là con đường chuyển hóa NLRP3. Thì NLRP3 này nó là một cái phân tử trung gian của rất là nhiều cái quá trình. Các bạn có thể thấy ở đây, ví dụ như là quá trình nhiễm trùng, quá trình kích hoạt viêm, hoặc là một số cái trạng thái, ví dụ như là các bạn còn nghe được không? Dạ, có mà hơi nhỏ này. Hơi nhỏ.
Ok. Dạ rồi, mình tiếp ha. Để tôi kiểm tra lại tí xíu xem có cải thiện cái micro rồi không. Ok. Bắt được. Rồi. Cái NLRB3 này nó có một số cái đặc trưng như vậy. Thứ nhất là nó có cái tính đặc hiệu theo tuổi. Trong một số trường hợp, ví dụ như là nhiễm trùng hoặc là những cái kích thích mang tính gây viêm hoặc là cái sự dư thừa dinh dưỡng quá mức đó, thì ở tuổi nào thì LRB3 nó đều có đưa tới cái tác dụng có lợi, có nghĩa là nó sẽ khôi phục lại cái sự cân bằng nội môi, có nghĩa là nó giúp cơ thể chúng ta chống đỡ lại với những cái yếu tố bất thường này. Nhưng mà ở cái nhóm tuổi mà gọi là lớn tuổi đó, thì cái yếu tố kích thích gây viêm này nó có thể đi tới một cái khuynh hướng ngược lại, có nghĩa là nó sẽ có thể đưa tới cái sự mất cân bằng của cái hệ miễn dịch mà từ đó nó gây ra một cái bệnh nào đó. Như vậy thì riêng đối với cái sự kích thích gây viêm mà cụ thể nếu mà chúng ta áp vào trong cái ngữ cảnh đó là cái con COVID-19 thì chúng ta sẽ thấy là cái NLRP3 này nó đóng vai trò giống như là cái tạo nên cái sự cân bằng, nó vừa có lợi và nó vừa có hại. Và nếu như mà chúng ta can thiệp lên cái con đường này một cách đúng cách thì chúng ta có thể đưa tới những cái hiệu ứng có lợi. Nhưng mà nếu như chúng ta không kiểm soát được nó thì nó có thể đưa tới cái hiệu ứng có hại giống như được mô tả ở đây. Rồi thì đó là những cái hướng tiếp cận điều trị dựa trên cái cơ sở, đó là cái góc độ miễn dịch của cái bão cytokine ở trong cái COVID-19 chúng ta vừa nói. Nhìn chung á, thì cái bão cái COVID-19 á, chúng ta vẫn nhìn nhận nó với một cái phần rất lớn ở trong nó là những cái tổn thương, những cái rối loạn về mặt hô hấp, bởi vì cái đặc trưng của nó, một trong những cái đặc trưng của cái COVID-19 nó vẫn là cái hội chứng tổn thương phổi cấp hoặc là hội chứng suy hô hấp cấp. Bản chất của nó là một cái hiện tượng viêm xảy ra ngay tại cái khu vực phế nang của chúng ta. Hình ảnh này nó đang mô tả như các bạn hiện tượng viêm xảy ra ngay tại phế nang, và khi dịch nó tràn vào trong cái phế nang hoặc là ở cái giai đoạn muộn đó, thì cái phế nang nó bị sẹp, nó mất chức năng trao đổi khí, nó bị bao phủ bởi cái lớp màng hyalin hình thành nên bởi những cái dịch này. Đây chính là những cái các bạn có thể gặp ở những cái bệnh nhân COVID-19, nhưng mà ở cái góc độ đó là phổi, là hô hấp mà thôi. Bên cạnh đó thì một cái chuyện khác, đó là một cái nhánh cái phản ứng viêm này nè, nó tạo ra một hàng loạt những cái cytokine, và cái cytokine này nó lan tràn khắp cơ thể và nó tác động lên nhiều cơ quan, và nó đưa tới cái trạng thái nó là trạng thái suy đa cơ quan hay là tổn thương đa cơ quan mà các bạn đã nhận định hồi đầu giờ. Như vậy thì chúng ta nhìn nhận cái COVID-19 ở hai góc độ ha. Một đó là cái tổn thương phổi, cái thứ hai là tổn thương hệ thống, và cái nguy hại hơn nhiều đó là cái tổn thương hệ thống. Rồi, cái phần nội dung của bài thì nó tới đây thôi. Các bạn có câu hỏi gì các bạn có thể đặt câu hỏi ở đây. Rồi, về bài thì tôi sẽ gửi cho các bạn hai dạng. Một dạng đó là cái slide này. Cái slide này nó cũng có cái một loạt cái hệ thống mục tiêu, các bạn có thể coi lại cái bản ghi của cái bài này để
Xem kỹ lại cái theo cái hệ thống mục tiêu. Bên cạnh đó thì tôi cũng sẽ gửi tới các bạn một cái bản giấy tiếng Việt. Nội dung nó cũng là những cái mà tôi nói trong slide thôi, để cho các bạn đọc kỹ hơn, để hiểu được những cái mục tiêu đó. Ngoài ra thì ở trong cái bản giấy thì sẽ có một số cái nội dung nó tăng cường hơn so với cái slide. Thì tôi sẽ ghi chú chi tiết ở trong đó là cái nào gọi là nội dung tăng cường so với slide, để các bạn tìm đọc ở trong cái bản giấy đó. Chúng ta có câu hỏi gì không các bạn? Nếu như mà không có gì thay đổi thì tuần sau tôi sẽ gặp lại các bạn một buổi nữa. Cái chủ đề lần sau chúng ta sẽ nói đó là cái sự giao tiếp giữa hệ thần kinh với lại hệ miễn dịch. Có nghĩa là sự tương tác giữa hai cái hệ này nó như thế nào, thông qua những cái cơ chế nào. Thì đó là cái chủ đề của tuần sau. Nếu mà các bạn chưa có câu hỏi gì thì chúng ta có thể dừng cái buổi ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn.